Hello, hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Từ Từ Đường Phố đây, rất vui gặp mọi người nha. Chúc em vui chơi thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Bạn thấy video của mình hay và hãy đừng quên like và share để mình thấy những kênh như đăng ký phải. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, trước khi bắt đầu video này thì không biết anh em có cả bộ game chưa, nếu chưa ghé shop nha. Shop mình có để phần mô tả cũng như phần bình luận của video, anh em có thể ghé qua ủng hộ vài con ạc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Quay lại clip ngày hôm nay, chúng ta đến với một con ạc siêu phẩm VIP không vô cùng xịn sò các bạn, và là một công việc vô cùng đặc biệt luôn mà những con ạc VIP không thường mơ ước. Như mình chẳng hạn, vì mình bây giờ đang được anh em yêu cầu cày một con ạc VIP không ở bên server bao nhiêu nhỉ, 7804 thì con ạc này server 758 nha anh em nhé, cũng khá là gần nhau, không cách xa lắm, gần 100 server, nó đâu đi 50 server. Trước khi vào video hôm nay thì mình có một vấn đề nhỏ mình muốn nói đến với các bạn. Mình có một cái thông báo như thế này. Hiện giờ thì bên kênh không phải là vì nó thiếu tiêu đề, bởi vì kênh giờ mình làm cũng gần được 25 rồi, thì cũng bắt đầu có lượng anh em xem. Nó bây giờ mình thấy lượng anh em xem nó cũng khá là ổn. Mình định làm vào một cái vlogger để mình nói đàng hoàng, nhưng mà chắc không xong, mình cũng để 20k sub. Mình dự trù là 20k sub mình sẽ làm và mình cũng sẽ nói rõ hơn. Thì mình đang tính là mình sẽ chuyển content của cái kênh, không phải là không làm poke nữa nhá, mình nói chứ là không phải mình không làm poke đại chiến nữa, mà mình vẫn sẽ làm poke đại chiến, nhưng mình sẽ làm thêm một vài content mới. Mình sẽ chuyển sang kiểu trải nghiệm game, mình sẽ trải nghiệm các thể loại game offline anh em. Đó, chúng ta kiểu cày phá đảo game á, không biết là các bạn có hứng thú với cái điều đấy không, nếu có thì comment để mình biết nhá. Và cái vấn đề này chúng ta đợi đến 20k sub đi, 20k sub thì mình sẽ bắt đầu làm, khi 20k sub thì mình bắt đầu làm thêm content đấy. Mình đang tính làm kiểu game phá đảo game á, bởi vì mình cũng thích trải nghiệm các game mới anh em, đặc biệt là thể loại game chiến thuật. Chúng ta sẽ ngồi trải nghiệm phá đảo các con game, như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều content hay hơn và có thêm nhiều trải nghiệm để chúng ta cùng ngồi trải nghiệm cùng nhau và thú vị hơn. Và mình mong rằng những cái sự kiện này mình bắt đầu công bố dần để bắt đầu anh em cũng có thể hiểu về một thời gian sau mình up video, mong rằng các bạn sẽ xem, chứ không phải là video mới thì các bạn không xem thì hơi bị buồn. Thì cũng rất mong được sự ủng hộ của anh em, và đây bên kênh thì hiện giờ cũng sắp, cũng phải sắp và bây giờ cũng đang trên đà 20, sắp lên 20.000 sub. Thì mong rằng rất là được anh em ủng hộ bằng cách like, share và ủng hộ để kéo kênh sớm ngày đạt 20.000 subscriber giúp mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều. Thì các bạn đọc tiêu đề thì mình các bạn cũng đã biết rồi. Quay trở lại video ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ gặp BY Kirem về con ạc VIP 0 level 88 này anh em. Thật sự rất là xịn sò luôn. Trong ạc đây các bạn có thể thấy này, Nuala PR, Nuza Aesert, bộ luôn là Tát Nateon là DNC này. Đấy, đeo xích các kiểu anh em. Nang gần thì có thể là không nhiều, nhưng mà thật sự rất là xịn rồi các bạn. Mình nói thật, một con ạc mà VIP không sở hữu được tem độ như là cũng khá là xịn sò đấy. Dù rằng server ông hơi cũ, cái này mình không phủ nhận. Giờ thì chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính nhá. Mình sẽ đi đổi cặp BY. Thì cần 300 DNA và bạn chuột đang bị thiếu mất coi như là 90 cái, và bạn chuột bảo mình đổi bằng mảnh thường. Thì bạn chuột rất tính rất là kỹ rồi. Đó, vừa tròn đủ luôn 180 đèn bí đỏ, nên là hôm nay là vừa tròn đủ luôn. Đấy, hôm nay thì bạn ý, thực ra bạn Tràng nhắn tin cho mình mấy hôm rồi, thì hôm nay thật sự là hôm nay khá là rảnh, thì mình mới ngồi dép được tin nhắn cho bạn Tràng. Và rất may là bạn Tràng chưa gọi, nên là chúng ta hãng gặp một cái video xịn sò như này để có thể làm cho anh em xem. Đấy, ok. Xịn thật sự luôn các bạn, triệu hồi cặp BY Kirem về đội. Đấy, gọi lúc hai cháu luôn, à VIP 0 nha các bạn nha, VIP 0 triệu hồi BY mới gọi chất. Ok, giờ thì không dài dòng, từng cháu một nào, một cháu BY Kirem. BY Kirem, chúc mừng đã triệu hồi thành công cặp BY về đội. À chưa, bây giờ mới triệu hồi chứ, tí nữa lộn. Con này trừ đam à. Cháu này thì gì đây, trừ crit, à cộng crit trừ speed, ngược một phát thì chuẩn nhỉ. Ui. Cái này mà đổi qua con này là gọi luôn rồi đấy. Ui. Ok, một phát nhấp vậy thôi đấy, anh em thấy này, bạn chẳng ok hết mọi thứ rồi. Đó, mình tuy rằng mình chỉ ấn dừng lại video một cái đấy thôi, nhưng thời gian nãy giờ mình hỏi bạn chủ ạc, hỏi ý kiến của bạn chủ ạc qua một số vấn đề. Thì sau khi được bạn chủ ạc nói chuyện thì mình cũng đã hiểu tâm tư bạn chủ ạc. Thì bạn chủ ạc kêu mình là cứ thẳng tay mà gọi, sai hay chuẩn reset sau. Còn đâu kim cương hiện giờ thôi mình nhớ reset rồi thôi, còn đâu bạn sẽ để kim cương lại để triệu hồi chó lua la bá chủ, ước mơ của bạn chủ ạc. Giờ thì chúng ta cũng đã cố, sau 3 cố gắng thì cũng đã đầy đủ hết rồi. Giờ thì mình sẽ triệu hồi chó YQRAM trước rồi đến BQRAM nha.
chính thức chào mừng BYQ Ram về con hàng VIP không? Uầy xịn nhờ. Thế thật sự luôn, cái cảm giác gọi bộ đôi này ấy, lúc nào cũng rất là phê anh em nhé. Mà đặc biệt như trên những con hàng VIP không thì cảm giác nó rất là mê luôn anh em. Cảm giác bá các bạn. Chơi kiểu bây giờ tâm tư anh em cày bao nhiêu năm trời, bây giờ gọi được từng chó một này, thật sự nó rất là sướng luôn. B nào về đội nào em? Nhận chỗ B nhìn to hơn nhờ. Uầy sướng nhờ, gọi được phát B ngoài về đội à VIP không á. Hạc mình mà gọi được con này thôi chắc mê luôn á. Cho anh em cũng ngất luôn. Nhưng mà thôi, mình thì đang theo hướng mình sẽ triệu hồi Luza. Chứ đâu triệu hồi cháu này thì chắc chắn anh em cũng sẽ triệu hồi được thôi. Các bạn chịu khó cày là sẽ ra được. Cái vấn đề này không hề khó đâu, như anh em cứ nói này kia chứ không hề khó đâu, mình nói thật. Chẳng qua là VIP không thì bạn cày lâu hơn thôi. Chứ đâu trước sau thì anh em cũng sẽ triệu hồi được bộ đôi này về. Cái đây mình đảm bảo với các bạn luôn. Chẳng qua là nó hơi khó cho anh em thôi. Đấy, sao lại có thể thốn như vậy được. À mà có một điều đặc biệt đó là bộ đôi này không hề kết hợp với nhau ở đồng gen như các bạn nhá. Bữa mình có ở con lạc mình cũng mới phát hiện ra điều này cũng khá là hay. Lần nào con này còn không đủ lên level 30 nữa cơ. Cày thế. Đột phá. Mở skin lên. Kích hoạt qua skin thôi. Trang phục mặc nào, mang cho mỗi cháu quả táo và cho nó vui các bạn. À đây có quả cộng 6 luôn này. Đổi vứt con Acer đi các bạn. Học cho mỗi cháu ít cái skin linh tinh thôi. Mình cho skin 3. Đây bạn cho rất là nhiều skin 3 nhưng không thấy nhiều bạn này. Ê ôi sao học phí của người ta thế. Đấy, mệt lắm. Đây mình cho tạo cho mấy skin linh tinh vào thôi để mình test thôi các bạn. Đấy, chỉ học cho mấy skin linh tinh để test thôi. Trang phục mà có rồi, phụ kiện xem nào. Uầy, bạn chuột cũng được bộ phụ kiện xịn xò đấy nhờ. Viện trợ vào, khu vực vào. Uầy, 940k lịch chiến các bạn. Mang ra trận test luôn. Test là một phiên bản cực kỳ xịn xò nhá. Xem có bạn nào để test không nữa cơ. À đây, may hắn một bạn triệu dựa. Uầy, không có đội hình TK, server lại bị gộp rồi.
Mày qua các bạn 2 triệu mốt này mới đánh được không, hay là đánh sấp mặt cho nữa anh em. Sợ quá sợ quá. Sợ quá sợ quá. Ai chà chà, bên mình vẫn đang đi trước các bạn. Xịn nhá. Bên mình vẫn đang đi trước này. Ui, BY tái xuất nào. Bộ đôi này đi với nhau bá lắm. Anh em cứ chơi đi để thấy. Kể cả ở dạng nào chăng nữa, dạng thường hay lên dạng bá chủ ấy, bất kể dạng nào chăng nữa, anh em chỉ cần deal lên là đam chính ấy, thì các bạn mới thấy sức mạnh bá của nó. Chứ đâu anh em mà đi tem phụ á thì anh em sẽ thấy nó yếu ở bất kể tem bếp nào cũng vậy thôi. Các bạn cứ nuôi lên tem chính thì các bạn thấy nó khác hoàn toàn à. Còn đâu có để tem phụ các bạn đánh cũng thấy nó khác ngay. Lý do vì sao thì các bạn cứ thử để nó biết. Thôi đánh đây không được rồi, nên top PK đi. Ở đây không có ai test đâu, nên top PK mới giao bắt được 1-2 bạn nữa chờ được. Bạn chờ từ từ xem là bạn chờ có liên không. Liên thắng 1 nha. Không tí em phá liên nữa thì anh em lại kêu giống mấy lần nữa thì mệt lắm. Bữa nay mình phải để ý mấy cái này. Được thì cũng đỡ, phải anh em phải nhắc nhở. Các bạn thì cũng nhắc nhở mình thôi, mình hiểu mà. Mình hiểu tấm lòng của anh em, chứ là nhắc nhở mình là chính thôi. Bắt cặp nào. Hãy vào đây bắt cặp là cái gì cũng gặp được mấy anh em được chiến ngang cơ. Thả hồ mà test các bạn. Làm ván ạ, test mỏi tay thôi. Lâu lắm rồi không đánh BY nhỉ. Mình thấy nhớ con nạc ở server 641 rồi đấy. Vì cơ bản con nạc đấy mình deal nó khỏe các bạn, đánh nó phê lắm. Để hôm nào mình quay về mình lấy ra mình đánh cho các bạn xem. Thổi nào, thổi nào. Ui, sướng nhá. Mày cứ thổi nó bay màu rồi bạn. Đánh bộ đồ này anh em phải đao deal khỏe khỏe đi. Thấy nó thổi mới phê. Giật cãi bay màu kiểu cảm nhận như vậy á. Còn đâu nên bản cộng hưởng thì như hack rồi anh em. Chỉ cần vào combo giật mấy combo của cháu nó là được, bọn nó là được 6 phát à, 6 phát hay 4 phát. Bữa mình đến như combo 6 lần anh em. Giật quả đây coi như thôi. Bye bye luôn, nên bá chủ đã 3 tầng rồi, đã đủ mát phê rồi. Nên cộng hưởng nữa anh em, thôi nghỉ luôn. Thằng bút thằng đi ARM sao không lấy khu vực A cái sự kiện đang có mà quên. Vậy hết đèn đi đỏ rồi không lấy cái đấy á. Bút tăng clip mới đam lên, quả hai con này nó thổi mới phê. Quả cầu nữa, win. Trời ơi, test sướng tay luôn các bạn. VIP 0 đấy nha. VIP 0 xíu BY xịn sò thật sự. Cố gắng anh em, cố gắng nha, động lực cày cuốc đấy. Đấy bạn nào bảo VIP 0 có BY bước ra đây. Đấy, phiên bản mới đồng hoàng nha, server mới đồng hoàng. Chứ mà bảo toàn mấy server cũ là nó cho được vừa đi các kiểu đây, server mới đồng hoàng xịn sò đây nha. Đấy, đánh tốc độ luôn. Lâu cầm con này đi quẩy thì cho nó sướng tay các bạn. Đánh hết 35 lần này luôn. Bật chế độ auto lên luôn này. Auto. Một thổi. Hai thổi. Mà nhắc mà nhớ BY thì quên ở cuối video này, cuối video mình tính mình gai quên đến cuối video mình mới nói cơ. Kiểu như vậy. BY này thì nếu mà theo nhiều anh em sẽ hỏi là nên đem con nào làm đam chính thì thường á thì là anh em hay deal crit hơn là cho Y. B là đánh đam ít khi deal lắm. Nhưng mà các bạn thử build B lên ấy. Mình từng đánh một hai con nào build B làm đam chính rồi đánh phê lắm, thật sự luôn, cho kiểu đam á. Các bạn ý nha, thường anh em sẽ lâng là cái lưu kích để giảm crit. Thì cháu ấy là đánh cháu B là đánh nó đánh đam. Thì tác dụng đấy không có giá trị với nó. Thế khi đánh nó phê lắm, các bạn cứ thử deal để các bạn thấy. Bữa trước mình có đánh một con deal đam lệch rồi. Phê lắm. Con bộ này thì anh em deal đam lệch một con đam thủ nên là được. Đừng để hai con ra trận mà vừa ra ba trận nó bay màu một cháu là thôi cũng như nhau đấy. Ok, hôm nay thì cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đấy, chính thức thì cũng hoàn thành nhiệm vụ của bạn Choạc đã giao phó cho mình, đó là triệu hồi cặp BY Kurem về đội cho bạn Choạc. Đây. Giờ chính thức hai cháu nó đã được về đội. Giờ video cũng đã quá dài, mình sẽ kết thúc tại đây. Và mong rằng ở chắc ở thời gian sắp tới khi mình chuyển sang content mới làm thêm thì mong rằng sẽ được anh em ủng hộ và bằng cách like share ủng hộ nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Anh em có ý tưởng gì hay thì comment dưới video để mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye.